Lễ hội thả diều mùa xuân hàng năm khai diễn ở Sơn Đông, Trung Quốc. Hơn nghìn cánh diều no gió phủ rợp bầu trời thành phố Duy Phường, nơi tự xưng là thủ đô diều của thế giới. Dân địa phương nói không có loại diều nào không bay được trên bầu trời Duy Phường, từ diều rồng cho tới diều gấu trúc hay các loại diều có hình dáng siêu xe hay các nhân vật thần thoại. Hàng năm các nghệ nhân làm diều có dịp trổ tài và phô trương tác phẩm mới nhất của mình tại lễ hội diều quốc tế ở Duy Phường. Năm nay sự kiện này thu hút mọi người đến từ gần 50 quốc gia trên thế giới. Mọi ánh mắt đổ dồn lên không trung trong khi hàng chục nghìn du khách chen chân nhau tại địa điểm thả diều. Những người làm diều cho biết nghề thủ công này đã phát triển qua nhiều năm. Vải ni lông ngày càng trở nên phổ biến hơn so với các vật liệu truyền thống như giấy và lụa, và những thiết kế cũng ngày càng phức tạp hơn, lớn hơn. Diều Duy Phường truyền thống được làm bằng các giải tre có phủ giấy hoặc lụa để tạo hình rồng hoặc chim én. Năm con rồng trong lịch hoàng đạo Trung Quốc năm nay đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế diều địa phương tạo ra những con rồng dài hơn bao giờ hết, có con dài tới 200 mét. Và một trong những tiêu chí quan trọng để chọn người chiến thắng trong cuộc thi là tính sáng tạo. Duy Phường tự hào có lịch sử lâu đời thiết kế và sản xuất diều. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 600 nhà sản xuất diều ở Duy Phường xuất khẩu hơn 80% số diều trên thế giới mỗi năm. Nhà thiết kế diều người Indonesia Liana Watilie và nhóm của cô mang đến đây một con diều tượng trưng cho Su Bali, một trong hai người con trai của vua Bali trong sử thi Ramayana của đạo Hindu. Diều của họ cao 12 mét với đường kính đầu là 3,5 mét. Lie đã đi khắp thế giới để tham gia các cuộc thi thả diều và là một trong những người chiến thắng tại Duy Phường năm 2001. Con diều này cần kinh phí, làm diều cần có tiền và nó không hề rẻ, rất đắt. Anh Gao Weiming, người Bắc Kinh và nhóm của anh chờ đợi thời điểm thích hợp để đưa con diều cá voi xanh của họ bay lên bầu trời. Anh cho biết con cá voi khổng lồ này khi xẹp xuống sẽ bao phủ diện tích khoảng 80 mét vuông. Còn con diều khổng lồ này, chủ nhân đã cố gắng đưa nó lên nhiều lần mà không thành công vì gió không đủ mạnh.